Đây có chuột không mà anh chụp, hai anh đều chụp trên các bạn. Rồi xảy cái gì? Rồi cái anh này ở sau này anh bắt dính này. Còn lại một dòng, hai dòng nữa hết rồi nha các bạn. Còn máy cắt nó đang chạy, máy kéo đang chạy ra kéo lúa rồi mà nó chạy tốc độ rồi. Nó chạy sình cái nó búng lên nha các bạn. Giờ nó cắt, cắt vào ganh nó cắt ra nha các bạn. Còn khúc này nó bị lúng lên nó lết. Rồi. Bị ngẹn, bị ngẹt kìa. Đây cốt này đó nó bị lúng hay gì cái nó lết ra. Ghê lắm nha các bạn.
tới vô đó mà nó vẫn còn lúng, nó bường lên. Đây các bạn thấy hai nền ra đây, hai súng nhà bắt chuột này, đó, gom ra để bắt chuột nha. Cho ảnh coi người ta ở sao bắt chuột các bạn đó, coi chụp kìa, trời ơi mấy miếng lúa mà nó cắt sau cùng á, còn người ta gom ra theo người ta bắt chuột lắm nha các bạn. Nó coi chỗ này nè, hai ba anh chụp mấy người ta đá gom đó là những mấy con chuột mà nó còn sót lại đó các bạn, nó nín lại mới cắt lướt qua. Rồi mới cắt cái chừng nó qua bên kia nó cắt luôn rồi các bạn. Còn mấy anh này anh ở lại anh là bắt mấy con chuột nè. Mình xin kết thúc video các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Nhà này chắc ảnh có thể là nhiều chuột ở đấy nha.